Evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Do you remember me? Long time no see. Yeah, teacher. I haven't got the chance to wish you a happy new year. Okay, I see some familiar faces here. Zoe. Handsome? Oh, that's a compliment. Hello, teacher. Okay, I'll take it. Hello. I love that. Okay, let me see. Hello, teacher. Hello. That sounds so familiar. Hi, long time no see. Hello, teacher. Long time no see. What's up, y'all? Okay, so how many F0 am I talking to right now? Are there any F0 here? Did I say it right? I was one. What? We are having a football match now. Oh, I miss you too, Lê Minh Nhật, right? Okay. Cô đang hỏi là có bạn cô đang nói chuyện với F0 nào không? I was one. Yes, like, yes. 2 weeks ago, I was I'm one. I'm F1. F1. Okay, how many F1 here? How many F1 are there in the class? Hoàng Giang? Oh no, Tú Phương? I guess maybe you can race very well, you know, F1. Formula 1, cô có biết F1 không? Đua xe công thức 1 không? Cô nghĩ là các con sẽ đua xe rất giỏi nhá. Bạn nào xe rất giỏi nhá. Cô đã từng là F0 nhưng mà cô đã khỏi rồi, cô khỏi 2 tuần trước. Con khỏi rồi hả? Ok, các con đã tiêm bác sĩ chưa? Các con vẫn... Nào. Hai mũi rồi cô ạ. Hai mũi ở cô em thể. Em chưa được mũi nào. Con tiêm mũi, 2 mũi Pfizer rồi cô ạ. Ôi, thế tốt quá. Bạn nào mà chưa tiêm là phải cẩn thận sức khỏe nhá. Không biết là con đã được đi học ở trên trường chứ nhỉ? Đây à, nhưng mà bạn học rồi cô. Học rồi à? Cẩn thận nha các con. Bạn nào mà lớp lớn hơn thì chắc là tiêm rồi và cũng đi học rồi đúng không? Thì cũng nghĩa đi rồi này, Thảo Nhi đi rồi này. Em lại xem nào xem. Chúng ta bắt đầu nhá. Bây giờ cô đang mở đâu nhỉ? Cô đang xem anh Chris Evans trên Facebook nhá. Ok, thôi chúng ta không làm trai đẹp nữa. Nào nữa rồi. Cô em vừa gửi một video hả? Em gửi, con gửi vào đâu? Kiểu là Ro 7. Đây là hai người. Bật kiểu là Ro 7. Rồi, ok. Cô sẽ tạm mute các con lại. Đây đúng. Sẽ tạm mute các con lại một lúc nha. Lớp con bị ép không gần hết rồi cô. Ok, rồi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện F0 tiếp. Ok, dù sao thì lớp của mình cũng mới là buổi đầu tiên quay trở lại đúng không? Sẽ có bạn cũ bạn mới. Thế thì cô có một cái quiz để gọi là break the ice. Để các con làm quen với nhau nha. Ok, các con chuẩn bị nha. Cô chuẩn bị share link vào trong chat đi nè. Hôm nay đông quá. There are like about 60 student in our class. Okay, let's put this link. Okay, let's open this link. If you are using a mobile phone, you can type this joinmyquiz.com into your browser like Chrome or Safari and then type in the code. Okay. Đúng không nhỉ? Lâu lắm không dùng. Hơi quen. Cô không nghe tiếng gì vậy? Okay. Let's see. Has everyone in the room? There are 25 already. Okay. Zam, what are you eating? Oh, you have short hair. You have really short hair. And I have really, really long hair. And it's purple.
and it's purple. It's always purple. Okay, I'm wanting to cut my hair a little bit shorter and dye it a different color. Do you have any ideas for me? What color should I dye next? Except besides purple and black. Okay, 36 people in our quiz. Okay, let's put in your real name, okay? I don't think if I can make a class dojo, a new class dojo. Do you want a class dojo? Yeah? Okay. Các con có muốn cô lập cái class đâu cho cô biết là cô có duy trì được không nữa bởi vì là quá là nhiều các con trong lớp luôn ý. Mà cô lại không biết tên thật của các con. Có vài bạn thì cô biết nhá. Nhưng có một vài bạn thì cô không biết. Chẳng hạn như bạn Đức này. Biết Đức thôi cô không biết là bạn Đức nào ý. Đấy. Nhiều Đức đấy. Có cả Việt Đức này. Có cả Đức sao này. Sao này là bạn Đức này là vào lần 2 đúng không? Vào một lần thôi các con nhá. Chỉ tính lần đầu thôi. Công Minh sao con? Bảo Ngọc, ok con, đây cô đang đọc chat đây các con viết cái gì trong này đây cô xem nào. Con mới vào. À, các con tạm thời mình đừng có gọi là không chat để mình nhấn vào link nhé. Có copy có đúng không nhở? Hình như copy sai ấy. Cái này chứ. Tạm thời con đừng nhấn gì cả nhé. Đấy, nhấn vào cái đấy của cô. Ok, nếu đúng thì tốt. Ok, có 63, không phải, có 60 bạn, 61 bạn ở trong lớp nhưng chỉ có 43 bạn vào được quiz thôi. Cho con chơi, được rồi, chơi tí. Ok, just a minute. Bắt đầu được chưa các con? Bạn kiểu Trần Thu Huyền này là bạn vào lần 2 nè, Lê Như Ngọc vào lần 2 đúng không? Con chưa vào được. Cứ nhấn vào cái đường link của cô là được các con ạ. Nếu mà không vào được thì vào bằng điện thoại, vào Chrome hoặc là Safari ấy, cái trình duyệt của mình ấy, xong đánh joinmyquiz.com rồi nhấn code 407406 được. Nhá. Không vừa bật nhạc là không được nhỉ. Nó bị mất nhạc đi. Ơ, lại mất nhạc rồi, chắc là chơi này mà hiện nhạc. Cái này có app không cô? Cô không chắc. Nhưng cái này nếu như mà nó như thế này thì nó chỉ có thể chơi ở trên máy tính hoặc là trình duyệt thôi. Bắt đầu nhá. 50 bạn là bắt đầu à. Rồi bắt đầu. Đã nói là phải làm. Điện thoại cũng được. Manchester United. Okay. There's no right, there's no wrong. Just go with it. Anything you want. What big zone are they? Các bạn đâu hết rồi? Nguyễn Vũ Lân, hello. Vũ Lân học lớp 2 à con? Wow. Vẫn không vào được. Để lại link nè. Chỉ là bài
quiz để break the ice. Break the ice là gì? Là làm quen với nhau á. Bạn nào 100%? Cô nhiều quiz đó mà con yên tâm. Ok, không chưa? Đúng thế đấy ạ. Dừng lại đây, đây không à, hơi lâu rồi. Bài này chỉ là break the ice thôi. Lát nữa sẽ có bài khác vui hơn. Cô dừng nhá. May quá. Ok ok. Bạn nào cũng trả lời đúng hết nhá. Đây chỉ là hỏi ý kiến của các con thôi. Giống như là cái câu là would you rather ấy, bạn sẽ chọn cái gì hơn ấy. Đấy, nhưng mà phải chờ cô, máy cô nó đang hơi đơ rồi. Chị tẹ. Rồi ok. Chúng ta sẽ xem là câu này. Wow. Okay, which do you prefer? So we have four seasons here: spring, fall, summer, and winter. Okay, most people choose summer. Okay, can you tell me why? Why do you like summer? Who picked summer? Who picked summer? Hoàng Giang. Okay, why? Why do you like summer so much? Because I can get ice cream. Okay, you can get ice cream. But we can get ice cream like in every sense. I can eat ice cream right now, right? I can eat ice cream in the winter. My dad won't let us eat ice cream. Okay. Okay. Mm. Summer. Okay. Who picked spring? Who picked spring? Okay. Spring is the second one. Tú Phương, why? Why do you pick spring? You because like, we have many flowers, teacher. Flowers, okay. Yeah. Right. So you like flowers? You like colorful flowers? Okay, great. Fall. Okay. I thought everyone likes fall. Who choose fall? Okay, we have 11 people chose fall.
I personally will pick fall because like the weather is cool, it's not too hot, it's not too cold. Like it is in between. I like it. I like the way fall feels. Okay. And winter. Okay, no, only 7 people chose winter. Okay, it's understandable. Next one. Okay. Ooh, 28 players picked to be a wizard and 26 picked to be a superhero. Okay. Ming Chang, what did you pick? I picked to be a superhero. Okay, can you tell me why? Because I can fly and do some laser. Okay, do some laser? Okay, you can shoot some laser at the villain, right? Okay. Have you all seen the film The Batman? The Batman is like a new movie, right? I haven't seen it, but I would love to see it right now, as soon as possible. Okay. Who has seen the film The Batman? Các con đã xem phim The Batman chưa? Cô không... Chưa hả? Ok, các bạn nào muốn nói đây? Duy Anh, Jack. Mở mic con đi. Mở mic đi. Dạ cô. Ok, con vừa định nói gì đấy? Con không nói thích. Tiếng Anh đi con. I don't like to be a superhero. I like you don't to like be to... a wizard. I like to be a wizard because I think he's powerful. He's powerful, ok, right. I think being a superhero can, you know, help save the world. But be a wizard, we can help people, right? We can help everyone. Okay. Và cô thấy là khá là cân bằng giữa các bạn với nhau đấy chứ. Okay. Next we have read or write. Read or write. Okay. Do you like reading books? Đức Minh. What did you choose? This or that? What did you read or write? Write. Okay, why? Why do you want to write more than read? Vì ta có lại thích viết hơn là thích đọc. Viết thì nó hoạt động tay chứ đọc nó bỏ mồm. Đọc nó bỏ mồm. Okay, you can read it with your eyes, right? You know, like open the book and read it. You say it out loud or you just look at the word and then read it in your mind. Right? Okay. Next one. No electronics or no junk food. Okay, it is probably very hard to choose for me. Okay, Minh Chi, what did you choose? Are you there? Hello, I don't know. Yep. No electronics. No electronics có nghĩa là không được có đồ điện tử. Và thứ hai là no junk food, là không được ăn đồ ăn vặt. Trời ơi, sao con có tắt mic của con thế nhỉ? Cô gọi bạn Annie nhá. Chúc nhá. Chúc Annie đúng không con? Yes. What did you choose? No electronics or no junk food for the rest of your life. No electronics. No electronics? Like, yes. No smartphones, no video games, no computer. Yeah. Maybe no even a cooker. No cơm điện đi. Right? Okay. So if there is no electronics, we are like caveman, như là người tiến sử ấy, đúng không? Không có đồ điện luôn. Nhưng mà, okay, you love junk food so much, Chúc, Annie? No, I don't love junk food. But you still choose no electronics? Why? It's very... Nó có hại cho sức khỏe nhiều á cô. Okay, so junk food is not that bad for our health, right? Okay, ý con là ăn đồ ăn vặt thì nó sẽ không bị tổn hại đến sức khỏe nhiều hơn là không có đồ điện tử ấy hả? Okay, I can see that. Who picked no junk food? Lê Bùi Đức An, à con đây rồi.
có đấy không? Hôm nay bạn đã ổn hơn chưa? Đức An. Đâu nhỉ? Đi rồi. Không thấy rồi. Anh được. I think is no junk food. Okay. You don't want to eat junk food, right? Yeah, I guess so. But can you live with? But can you live without a phone? Not me. Can you live without a phone or a computer right now so that we can be together in this room, right? Yeah. Okay, no junk food. Rồi, cảm ơn các con. Fly. Okay, fly or be invisible. Invisible có nghĩa là no. It means no one can see you. No one can see you. So what do you pick? Công Minh, Nguyễn Công Minh, 8A6. Hello. What do you pick? You want to fly or you want to be invisible? I pick flying. Okay, if I choose why? Invisible, I don't know what to do. You don't know what to do? Yeah, maybe I will come to a bank and take all the money. Okay, that's what I think. When I fly, I can fly to over the world and see many countries. Yeah, that's good. Okay, I would love to fly too. Because I get sick whenever I get into a car. So I think flying may be better for me. Okay, who wants to be invisible? Who wants to be invisible? Kenny, do you want to be invisible? Kenny, where are you? Đâu rồi, bạn nào? À đây rồi. Okay, I cannot see you. So I can just hear you. Do you want to be invisible? No one can see you. So you can do whatever you want. No. Okay. So do you have the same reason? Like Công Minh? Okay. You fly. You can fly so you can travel all over the world? Yes. Okay. Very good. Who wants to be invisible? Cô thấy là có bạn muốn tàng hình đúng không? Các con biết John Cena. John Cena. Ta da ta. Ok. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc có đâu nhỉ? Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đâu nhỉ? Đây rồi. Ok. Why do you want to be? Không có lấy ra mà sao kỳ vậy? Các con đã ổn chưa? Rồi. Ok. Dạ con đây. Okay, so you picked invisible, right? Yes. Why? Can you tell everyone the reason why? Let me see. Maybe I can see some secret. I can go to anywhere, but no one see me. Do something sneaky, right? Okay. Okay, rồi, cô cảm ơn con. Next one. Ủa, cái này khó nhỉ? Khó không? Có bạn nào giỏi toán trong lớp mình không? Okay, Tiến Đạt, what do you choose? You choose read and write or to do math? Do math. Okay, why? You want to do math, why? Why? Vì sao con? Vì sao con lại chọn là làm toán? Are you good at math? Con có giỏi toán không? Yes. Okay. Everyone who is good at math chose to do math, right? And we have 16 players, which means the majority of the people in our class are better at reading writes and not at math. Okay. Cô không giỏi toán đâu. Nhìn số cô sợ lắm. Okay, work, group work or independent work. Có nghĩa là các con sẽ làm việc nhóm hay là các con làm việc một mình, cũng như là làm một mình thôi. Làm độc lập. Okay, group work. À, các con thích làm nhóm hơn hả? Rồi, okay.
Đấy là lý do vì sao lớp chúng ta rất là đông. Nếu không thì chỉ có một mình cô thôi. Ok, next one. Watch the movie or read the book. Ok. Chẳng hạn như là bộ phim Harry Potter đúng không? Các con sẽ muốn xem phim trước hay là coi muốn đọc truyện trước? Ngọc Ánh. Ok, watch the movie or read the book? Watch the movie. Ok, why? Why do you read the book? Read the books is bored. Because watch the movie, we can hear and we can hear the song outside and we can read too, but read the book we cannot hear anything. Okay, but you know what? Even reading the book is pretty boring and there is no interaction, but we can imagine everything that we read in our mind, and I think it's pretty good for us. Pretty good with our mind, right? Khi mà các con đọc sách ấy, có thể là hơi chán thật đấy, nhưng mà từ những cái gì mà con đọc được sẽ tưởng tượng được ở trong đầu, nó sẽ giúp cho con có cái trí tưởng tượng tốt hơn. Còn nếu mà xem phim thì tất cả là nó ở trước mắt mình rồi, thì tất nhiên là dễ tưởng tượng hơn, dễ cảm nhận hơn. Thì cái đấy là nó cũng ok. Cái này là tùy từng người thôi đúng không? Ok, có bạn nào thích đọc sách không? Bạn nào là bookworm đây không? Thu Huyền hay là Trần Thu Huyền? Hey, what did you choose? Watch the movie or read the book? Just watch the movie because I think watch the movie is more exciting than read the book. Read the book is very boring. Boring, okay. And I can watch my favorite movie. Mm-hmm. I can hear the music, and mm-hmm. I can see many pictures or like it. All about it is very exciting. Okay, and you can see your favorite actors here, right? Like Chris Evans, I just opened on my Facebook page, right? Okay, yes. Everyone likes Chris Evans. Okay, and he is, do you know what kind of characters that he plays in the movie? Like the most popular. I don't know more. No, you don't know? Most popular. Captain America, no. Right? Right? Okay, thank you. Oh, food, I like it. I love both. Okay. Các con biết bánh đầu tiên là gì không? Mà con chọn nhiều thế. Các con chọn nhiều bánh đầu tiên vậy. Bạn nào nhỉ? Bạn Anna đã xem nào. Okay, what did you choose? Các con có biết, con có biết cái bánh đầu tiên là tên là gì không? Bánh sô cô la. Bánh sô cô la. Nó có một cái tên, có một cái tên riêng của nó cơ. Nếu mà là bánh sô cô la thì chỉ là chocolate cake thôi đúng không? Có đố con biết bánh này là bánh gì? Brownie, biết không? Brownie. Okay, so what did you choose? Brownie or chocolate chip cookie, right? What did you choose? Are you in the team of 31 players or 19? Oh, that's what makes going. Chocolate chip cookies or brownies? Chết rồi, con đâu rồi? Tuấn Minh vậy, Tuấn Minh. Các con đâu rồi, không nghe thấy bạn nào nói hết. Tuấn Minh 6A2. Đâu rồi? Con có trả lời cô không? Đâu bạn đâu nhỉ? Ôi, cô gọi bạn Ánh Ngọc vậy. Okay, what did you choose? Hello. I choose the chocolate cake. I think it's chocolate cake. Okay, chocolate cake. You like chocolate? Both type of cookie, both type of food has chocolate. Okay, brownie or chocolate cookies. And last one, I think this is the last one. Ok, chúng ta sẽ chơi quizzes khá là nhiều trong các buổi học, nên là các con thích
Chơi classic hay chơi theo team? Các con được chọn team hả? Bình thường cô toàn cho chơi đơn ý. Đúng không? Nếu các bạn nào đã học cô sẽ biết đúng không? Con thích chơi team hơn thật à? Thật à? Thích á. Mấy lần cô cho con chơi thử nó cũng không được. Nó cứ thế nào ý. Cứ phải đợi nhau hay sao ý. Cô nhớ là vậy. Ok, được rồi. Thế thì cái quiz tiếp theo cô sẽ cho chơi team thử sao nhá. Xem như nào nhá. Còn bây giờ chúng ta phải vào bài thôi. Chúng ta nói chuyện hơi lâu rồi. Đấy nhá. Sau khi cô bị Covid ý, là cô kiểu nói nó không, nó hay bị đờm ý. Ok, nhưng cô vẫn có thể gào được nhá. Lesson 1, ok. Chúng có Unit 4. Bởi vì là đợt trước Tết Dương ý, là mình đã học được 3 unit rồi. Bây giờ cô sẽ tiếp tục ở unit số 4 nhá. Nó có tên là A True Story, ok. Lesson 1, The Missing Ring. Okay, so we have some type of comic here. It tells a story. So I need two people to like read this for me. Okay, this is the story. Okay, so we have Todd. Todd is this guy and this is his mother. Okay, so who wants to be Todd? Who wants to be Todd? Bạn nào sẽ đóng vai bạn Todd? Và bạn nào sẽ đóng vai mẹ của Todd? Để xem nào, bạn nào cô chưa gọi, cô sẽ gọi nhá, chứ lớp mình ở đâu nhá. Bảo Ngọc. Đâu gọi chưa nhỉ? Gọi rồi, từ từ. Từ. Đâu còn gì? Đông có đông quá. Bạn Tuấn Minh đã sẵn sàng chưa? Tuấn Minh ơi, con sẽ đóng vai bạn Todd được không? Đọc lời của bạn Todd được không? Đấy, cô sẽ gọi bạn Hiền Anh trước. Bạn Hiền Anh sẽ đóng vai mẹ của Todd được không? Cô thấy có một nhân vật nữa là cái ông như kiểu thuyền trưởng này sao? À đâu? Đúng rồi, thuyền trưởng đúng không? À cảnh sát mà thuyền trưởng. Trời đất ơi. Rồi, một vai nữa là vai cảnh sát nha. Bạn nào muốn đóng vai cảnh sát? Ok, bạn Hiền Anh nhá. Bạn Hiền Anh sẽ đóng vai mẹ của Todd được không? Là cái cô áo hồng này này. Ok. Con bật mic của con đi, Hiền Anh ơi. Ừ, con chỉ nhìn cô mà con không bật mic à con? Bật mic nào. Ok. Ok. Chờ không nói gì rồi, không nói gì với cô và con. Trung Đức làm đóng vai Todd. Nào đây. Hi ha. Hi ha đâu? Hi ha đâu? Trung Đức đóng vai Todd này. Hi ha đóng vai của ông cảnh sát. Và cuối cùng cô gọi bạn Bảo Ngọc đi. Bảo Ngọc đóng vai mẹ của Todd nhé. Dạ. Ok, các con có thể bắt đầu được rồi. Đọc từ cái chỗ A hay sao cô? Đúng rồi con. Đây, hai người nói với nhau đây. Mẹ của Todd nói trước này, xong đến này. I've got a present for you, Todd. Rồi, bạn nào đóng vai Todd đây? Đọc tiếp đi con. Đâu rồi? Đấy. Bạn Hi Ha đâu? Bạn Trung Đức nữa đâu? Đấy ơi. Bạn đi rồi. Bạn đi rồi. Cô gọi lại thôi, cô phân vai lại này. Trời ơi, các con ơi. Phải work với cô chứ. Ok, bạn Hoàng Giang. Một là Hoàng Giang, hai là Thu Huyền và ba là Thảo Nhi. Ok. Ok, phần này, phân vai này. Hoàng Giang đóng vai Todd này. Bạn Thảo Nhi đóng vai mẹ của Todd và bạn Thu Huyền đóng vai ông cảnh sát. Ok. Đừng tắt mic nhá, cứ bật mic đi. Rồi, mẹ của Todd bắt đầu. Đây, con thấy không? Hoàng Giang thấy không con? Ừ, rồi. Bạn Huyền đúng không? Huyền đâu con? Con đây ạ. Ừ, ok. Thế con đóng vai của bạn Todd, đóng vai của mẹ Todd nè. À thế ạ, con cứ tưởng.
I've got a present for you, Todd. Wow, thanks, Mom. What a beautiful ring. It's got a name. It's got your name inside as well, Todd Henderson. I hope he looks after it. What are you doing, Todd? I'm looking for my ring. I can't find it. Hey. Hi, can you help me? I can't find my ring. Okay, bạn Trúc làm police hộ cô. Annie. Yes. What's it like? Can you describe it, please? It's new. It's made of silver, and it's got a big blue stone on it. It's got something, some writing on it too. I'm sorry. Sure, we don't have a ring like that here. Oh no, I think it's in the lake. What can I say to Mom? Okay, giỏi quá. Rồi, ban đầu hơi phần vai hơi mệt đúng không? Thôi, được rồi. Các bạn nào mà hay nói đúng không? Hoặc là cô gọi một phát mà nói luôn thì cô sẽ gọi nhiều hơn đấy. Là các con để ý nhá. Cô tất nhiên là cô muốn gọi các con đều nhau rồi, nhưng mà để cho đỡ mất thời gian của cả lớp thì cô sẽ gọi những cái bạn mà sẵn sàng nói luôn đúng không? Đấy là con phải chủ động lên nhá. Ok, chúng ta không nên để mất nhiều thời gian với những cái bài hiểu phân vai như này nha. Ok, rồi chúng ta không phải câu hỏi. Why does Todd's mother give Todd a ring? Ok. Who knows the answer? Because it had... Bạn nào nói đấy? Bạn nào nói đấy? Okay. Why does Todd's mother give him a ring? Bạn nào trả lời được thể ghi vào trong chat cho cô đúng không? Chứ bây giờ cô không nhìn được các con ở trên thế này rồi. Nhiều phát động quá. Ừ, viết vào chat nhé. Bạn nào trả lời được thì bảo là, thì đánh là yes. Đừng trả lời vào đấy á, để cô gọi. Ok. Đức An. Đức An, để cô mở. Đâu rồi? Rồi. Đức An, what is the answer? Because the hot Henderson, because it is hot Henderson right today. Oh, giỏi thế. Đúng không? Đúng không? Các con, nếu mà cô ấy, nếu ban đầu cô ấy, cô chỉ nhìn chữ thôi, cô chỉ nhìn các cái câu các bạn nói với nhau thôi. Nhưng mà chúng ta có một chữ ở đây nè. Năm 1993 thì đây là ngày tốt nghiệp của bạn Todd. Ok, so it is Todd's graduation day. So his mother gave him a ring. Ok. And what happens to the ring? What happens to the ring? Đây nó gói vào ngày tốt nghiệp cái gì đấy. Ok, bạn nào trả lời được viết yes vào trong chat của cô. Nguyễn Minh Trang, ok. Chờ tí cô tìm. Rồi, Minh Trang, Minh Trang. Because it was lost and he couldn't find it. Okay, because it was lost in the lake and he couldn't find it. Okay, very good. Giỏi quá. Okay, so can anyone tell me what is the ring look like? What does the ring look like? Nhẫn này trông như thế nào? Okay, who can answer me? Type yes. Minh Chí. Okay, cô sẽ nhìn bạn nào đánh nhanh nhất nhá. Yeah, it's because it's new. It's made of silver and it's got a big blue stone on. It is got some writing on it too. Okay. It's got some writing on it too. Okay, được rồi. Đúng rồi con. Cái nhẫn này nó như thế nào nhỉ? Có thể bạn nào nói cho cô bằng tiếng Việt được không? Bạn nào Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Rồi thì cô tìm tên con. Ok, Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Ok,
Cái nhẫn này trông như thế nào, có thể dịch cho cô và các bạn cùng nghe được không? Dạ, hăng lam từ bạc và có một cây cục đá màu xanh ở trên đó và nó có cái một vài chữ. Đúng rồi, đầu tiên nó mới này, nó làm bằng bạc này. Và nó có một viên đá màu xanh nước biển ở trên đó và nó có khắc một vài cái chữ cái trên đó đúng không? Rồi, cảm ơn con. Tiếp nào. Biết, cô vừa mở cái gì thế này? Ok, bây giờ chúng ta sẽ nối xem là bức tranh nào thì đi với câu nào nha. Coi như là mình đặt tên cho bức tranh đó ấy. Chúng ta có ví dụ đầu tiên ở bức tranh số 0 này nè, là bức tranh A. It's 1993 and Todd Henderson is 21. Bạn này 21 tuổi. It's his last day at university. He and his friends are very happy. Ok. Được rồi. So, next one. Câu tiếp theo. Chúng ta có bạn nào đọc giúp cô với. Ok, khi mà cô hỏi thì các con nhắn, còn cô chưa hỏi thì các con đừng nhắn chat spam vào nhé. Ok. Rồi, cô đang đọc chat đúng không con? Ok, rồi, bây giờ các con có thể nhắn yes vào được rồi. Bạn nào có thể làm được cho cô câu số 1 thì type yes. Trần Thu Huyền, khi mà cô đã đọc tên của bạn rồi thì chúng ta sẽ không nhắn nữa nhá, bởi vì cô đã gọi xong rồi, đúng không? Rồi, Trần Thu Huyền. Rồi thì cô tìm tên con. Ok, được rồi con ơi. Cô ơi, cái này con đọc xong rồi con nối luôn, đúng không cô? Đúng hay rồi, con chỉ đọc thôi? Đúng rồi, con đọc câu số 1 rồi con nối cho cô ở bức tranh nào nhé. Todd asked the police about his ring. The news isn't good. One, two, G. The picture G, right? Todd asked the police about his ring. Bảo Ngọc lại viết trên bảng cô này. The news isn't good. Ok, có đúng không đây? Cô sẽ ghi tạm vào đây nhá. Chúng ta có câu G. Con chọn đúng không? Ok, number two. Number two, Lê Ngọc Ánh. Ngọc Ánh, đây rồi. Thấy rồi. Con đọc cô là number two là picture G. Cứ đọc cho cô câu hai trước đã con ạ. Vâng. Todd's sure his ring is in the lake, but he doesn't want to tell his mom. Okay. Picture G. Okay. Vậy là chúng ta có hai bức tranh mà các con đều chọn G nhé. Để xem mới là đúng. Đúng không? Okay. Number three. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Cho cô tìm tên con nhé. Rồi. Cô bật được rồi. Đọc giúp cô ba. Okay, can you read number three for me and then match it to the picture? Yeah. 2 days after he finished the university, Todd visit a lake. He wants to catch some fish. Con chọn bức tranh E. E? You mean this one? Yes. D. Okay, xin lỗi. Đúng rồi. Ủa mà sao có hai chữ G vậy cô? Hai chữ G bởi vì có hai bạn chọn. Cô đã chữa đâu? Đúng không con? Ừ. Okay, number 3, D. Okay, we can check it later, right? Number 4. I want to see someone in the chat. Nguyễn Bình An. Không thể cô nói to. Cô ngồi trong phòng cô có thể nói to quá. Minh mà. Nguyễn Bình An. For con đọc giúp cô. On his graduation day, Todd's mother gives him a special ring. On the ring is the name
of his university. University and the date of his graduation. Rồi, ok. It's gì con nhỉ? Nói lại giúp cô được không? Cô chưa nghe rõ. Con chọn bức tranh nào đấy? Bức tranh nào nhỉ? It's B. B? Ok. Cái gì vào đây nhá? B. Ok, number five. Chưa gọi bạn nào vậy? Lê Bùi Phương Anh à? Cô gọi chưa nhỉ? Ok. Có bạn Lê Bùi Phương Anh, có bạn Lê Bùi Phương An. Có con đó. Chú quan hệ chú với tôi như thế nào? Number five is an expensive drink. Can you read it first? Mother, don't want to lose it. Lose it. Mm, it's an expensive ring and Todd's mother doesn't want Todd to lose it. Okay. See. Okay, very good. Rồi, câu 6. Câu cuối cùng bắt đây. Võ Khả Tuệ à? Tên hay đấy. Nhưng mà cô xem. Võ Khả Tuệ đúng không? Tên hay đấy. Cô chắc là con là học sinh mới rồi. Chắc là chưa học lớp cô đâu đúng không? Cô không chắc nữa. Mà tên khá là lạ. Ok, Tuệ ơi, cô đã bật mic cho con rồi. Con nói được chưa? Todd brings even in his bedroom. He's very worried. Todd's ring isn't in his bedroom. He's very worried. Okay, which picture will you match it to? Nói lại được không con? Biết rồi nghe không rõ. Hay nào con nhỏ? E. E, okay. Rồi. Rồi, chúng ta quay trở lại câu 1 và câu 2. Chúng ta có hai bạn chọn G. Thế cái nào là đúng? Cái nào là đúng? Cái nào đúng? Bạn Sunflower có sẵn sàng trả lời cho cô được không? Sunflower. Thấy hoạt động rất là hăng ở trong chat nhá. Cô muốn nghe giọng của con. Rõ. Ok. Rồi, chúng ta có lúc mình cô gọi có hai bạn thì hai bạn ấy cùng chọn G và câu số 1 và câu số 2. Thế con có thể sửa giúp cô được không? Câu nào là cô đúng? Cô có nghĩ là câu 1 là một F mới đúng cô. Câu 1 là gì con nhỉ? 1 là cô... F. Đúng rồi, bởi vì là trong cái câu này có xuất hiện của cảnh sát, có xuất hiện nhân vật cảnh sát nè. Police thì chắc chắn là phải F rồi. Ok, rồi cảm ơn con. Rất là tốt. Bạn cô cần một bạn thôi. Đọc giúp cô. Có nghĩa là mình sẽ đọc lần lượt coi như là mình kể lại câu chuyện này. Đó là mình sẽ đọc đúng nhá, đọc chuẩn nhá. Chúng ta sẽ có là không này. Rồi gì nữa? A, T, 4, 5, D đâu nhỉ? 3, E là số 6 này. E, F là số 1, đúng chưa? 1, 2 nữa. Ok, cậu cần một bạn thôi, đọc giúp cô nhé. Đọc cả thành một bạn cho cô. Ok. Bạn nào đọc được? Khá dài đấy. Bạn nào tự tin đọc được giúp cô với. Con thể nhắn vào trong chat nhá. Con còn đây không đây? Hello. Đi rồi. Máy của cô nó đơ thế luôn. Con nhắn một đống xong rồi nó mới hiện đi. Chán ghê con ạ. Rồi, Võ Lê Trúc Anh. À là bạn Trúc Ani đấy đúng không? Ui, nhiều thế. Một yes thôi, hai yes không gọi đâu. Ok, Tú Phương đi vệ sinh đi con. Trời đất ơi, sao nhắn lắm thế? Trời ạ, nhắn ít thôi. Ok, thôi cô gọi bạn Bảo Ngọc đây này. Bảo Ngọc hơi nhiều hôm nay nhưng mà hình như là... Ok.
đọc lại nguyên này đúng không? Đúng rồi con, đọc theo thứ tự nhá, mà thứ tự cô viết vừa viết đây này. Yeah. Ừ. It's 19 to 10. 1993 and Todd Henderson is 21. It's his last day at university. He and his friend are very happy. On his graduation day, Todd's mother gave him a special ring. On the ring is the name of his university and the date of the graduation. It's an expensive ring, and Todd's mother doesn't want Todd to lose it. 2 days after he finished the university, Todd visits a lake. He wants to catch some fish. Okay. Todd's ring isn't in his bedroom. He's very worried. Todd asks the police about his ring. The news isn't good. Todd's sure his ring is in the lake, but he doesn't want to tell his mother. Okay, giỏi quá, phát âm tốt quá con ơi. Ok, nhưng mà lần sau cô nghĩ là con nên đọc nhanh hơn nữa. Và phát âm của con tốt rồi. Yeah. Thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Ok. Rồi, cảm ơn con. Yeah. Rồi, cô xong bài này nha, cô qua bài này nha. Ok. Bây giờ cô không biết là cái này có thành hiện thực được không đây. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại xem là cái nhẫn này như thế nào và cô cần vài bạn. Lúc đấy cô sẽ cho các con, từ nha nghe cô nói, cho các con quyền viết lên trên bảng. Và cô chỉ có một vài bạn thôi nhá. Vài bạn thôi. Viết lên trên, vẽ lên trên bảng cái nhẫn mà con nghĩ là mình nghe được cái thông tin từ cái bài này nhá. Miêu tả lại, vẽ lại được chưa? Nhưng mà chúng ta phải nghe trước đã. Được chưa? Nghe trước. Track 1.27. Hi. Can you help me? I can't find my ring. What's it like? Can you describe it, please? It's new. It's made of silver. And it's got a big blue stone on it. It's got some writing on it, too. I'm sorry, sir. We don't have a ring like that here. Okay, từ từ. Cô sẽ chia. Rồi nha. Chưa gọi. Thì không được manh động nhá. Ok. Cô sẽ gọi mấy bạn nhỉ? Từ từ. 3 bạn thôi. Mỗi bạn một ô. Ok. Các con vừa nghe được người ta miêu tả cái nhẫn đấy trông như thế nào rồi đúng không? Giờ cô cần 3 bạn. Vẽ cho cô. Các con tưởng tượng cái nhẫn này như thế nào và vẽ lên trên bảng. Ok. Chưa vẽ vội. Cô phải gọi 3 bạn rồi đã. Ok, để xem nào. Tú Phương là 1. Tú Phương ngồi đây nhá. Ok. Một bạn nữa. Cô chưa gọi bạn Tú Phương, cô sẽ gọi bạn đi trước. Là nhắn ít và trong chat thôi, 1 lần là cô đã nhìn thấy rồi. Nhé. Muốn đọc bài to rồi. Phương Kenna. Phương Kenna nhá. Cô dành chỗ còn chỗ này. Ok, một bạn nữa, một bạn nam đi. Cho con nghe lại miêu tả với. Ê, bạn nào biết cách vẽ rồi đừng thì giơ tay á, không làm mất thời gian nhá. Nó ở phần annotate đấy các con. Tìm xem. Ok, cô sẽ gọi bạn là Đức An đi. Đức An cho ô cuối cùng nha. Các con biết cách vẽ rồi chứ? Các bạn khác mà vẽ vào lần sau cô không gọi đâu nhá. Chỉ 3 bạn này được vẽ thôi. Con có thể vẽ trong đầu. Ok. Em biết vẽ Đặng Ngọc à? Được rồi. Cô gọi 3 bạn này trước cái đã nhá. Hay cô gọi... Được, hay cô gọi 6 bạn đi. Cô sẽ chia đôi tiếp. Rồi. Chúng ta tập vẽ với nhau à? Đặng Ngọc nhá. Cô gọi bạn Đặng Ngọc nhá. Được không con? Các con biết vẽ rồi chứ? Nhé.
Điện thoại không làm được. Đúng rồi con ơi, bạn nào dùng laptop cơ. bạn nào dùng máy tính mà biết vẽ nào? Hát làm thế, cái bạn Dũng, thì bạn Dũng Ronaldo có vẽ được không? Cô gọi á. Dũng nhá. Dũng này. Dũng CR7. Đi vào đây. Bạn nữa, một bạn nữa. Minh Trì có muốn, à Minh Trì có học bằng điện thoại à? Phan Nguyễn Ánh Ngọc. Ồ, hết đã hết, hết slot rồi nhá. Ánh Ngọc. Rồi, ta có bắt đầu đi. Này, cô cho nghe một lần nữa. Con có thể vẽ luôn. Track 1.27. Hi, can you help me? I can't find my ring. What's it like? Can you describe it, please? It's new, it's made of silver, and it's got a big blue stone on it. It's got some writing on it, too. I'm sorry, sir. We don't have a ring like that here. Nhiệm vụ của con sẽ là vẽ lại cái nhẫn mà con tưởng tượng ra trong đầu thông qua cái bài ngày này, ok? Được chưa? Các bạn khác có thể tự vẽ trong đầu. Con không có đủ chỗ ở đâu, tất cả con đều vẽ. Hoặc là con thể vẽ giấy của con xong rồi dơ lên trên màn hình ý, thì cô cũng sẽ nhìn thấy đấy. Và con cứ vẽ đi, cô sẽ nhìn thấy hết đấy mà, yên tâm. Chỗ con nó bị bé quá. Đủ rồi đúng không? Bạn Đặng Ngọc bảo vẽ được, sao không thấy vẽ con ơi? Đặng Ngọc ơi, con Ngọc đâu rồi? Con ơi, vẽ đi con. Bạn Đặng Ngọc mà chưa vẽ, Đức An vẽ được không con? Bạn nào mà không vẽ được thì bảo cô cho các bạn khác có cơ hội vẽ. Con vẫn nghe thấy cô nói nhé. Ôi, đúng cô vẽ đẹp đấy. À, Ngọc đây rồi. Hai bạn Ngọc à? Cô gọi hai bạn Ngọc rồi ạ. Dũng CR7 vẽ được không? Đấy là nhẫn đá à? Đấy là nhìn như là đũa thần ý con. À Dũng vẽ đây rồi. Màu này nó hơi trùng với màu nền, là cô nhìn không rõ à. Đức An con vẽ được không? Đức An con đâu rồi? Hello. Con nhanh nhá, không có nhiều thời gian đâu. Trong chat y bóng quá. Bạn một phong cách vẽ đúng không? Con cứ vẽ theo sở thích của con, phong cách của con, không phải bắt chước ai đâu. Để xem sản phẩm cuối cùng là gì nhá. Ok. Lê Xuân, ai vẽ đấy? Ai viết lên trên này đây? Lê Xuân Thị gì ấy, cũng không nhìn rõ. Dũng CR7 đâu rồi? Ô, sao Tú Phương con lại xóa của con đi? Con vẽ xong rồi mà. Trời đất ơi. Rồi, cô xem là ở chỗ này các con có khoe cô cái gì không nào? Cô đang nhìn vào trong phần cam của con đấy. Cô đang nhìn cam của con này. Nhìn hết luôn. Các bạn nào vẽ rồi mà giơ lên cho cô xem được không? À đây, Bảo Ngọc. Đẹp vẽ đẹp thế. Các bạn có nhìn thấy bạn Bảo Ngọc vẽ không? Con kiểu đi học vẽ nhỉ? Con đánh cả bóng luôn à? Giỏi vậy. Ok. Có bạn nào vẽ nữa? Rồi cô kéo xuống cuối. Các bạn chẳng bật cam gì nên là cũng không có nhìn được. Không biết là vẽ gì. Bảo Ngọc cô nhìn thấy rồi con ạ. À, em chịu không biết vẽ. Ok, sao chưa con?
Cô còn một quiz nữa đấy các con. 8 giờ 58 phút rồi. Trời ơi, Dũng ơi là Dỗ, con vẽ cái gì đây? An đâu rồi? Đức An xung phong vẽ mà cô chả thấy con vẽ gì. Chán quá. Tú Phương đâu rồi? Tú Phương vẽ à? Đức cho cô nhìn, cô chưa thấy. Cô chưa nhìn thấy con ở phần này cơ. Đâu Tú Phương đâu? À đây rồi, cô nhìn thấy con rồi. Giơ lên cô xem nào. Đâu? Tú Phương đâu? À đâu? Tú Phương vẽ trên này. Trời đất ơi, cô bị hập rồi con ơi. Ok. Vẽ đẹp phết, công nhận. Các con để bạn bạn Đặng Ngọc về thiếu một chi tiết rồi, cái hòn đá này nó màu gì? Đúng không? À, ok. Đúng rồi này. Cô thấy bạn Phương này, Đức An này, Ánh Ngọc phải vẽ đúng cái chi tiết là blue stone đúng không? Blue stone. Nhưng mà có một cái chi tiết cũng khá là khó vẽ đấy. Đó là cái chi tiết there is some writings. There is some writings on it, đúng không? Có cái chữ khác ở trên đấy, cũng hơi khó vẽ. Ok, nếu vẽ trên này thì hơi khó thật. Bảo Ngọc ơi, sao con lại vẽ vào chỗ của bạn Dũng? Cô bảo là khi nào cô gọi mình vẽ. Rồi, thôi nhá. Rồi, nó sẽ là, đầu tiên là nó mới này, nó làm bằng bạc này. Và nó có một hòn đá bằng, nó có một hòn đá màu xanh da trời rất là to ở trên đấy. Và nó có khắc một vài chữ cái. Ok, đây là cái nhẫn của chúng ta nhá. Đây là cái nhẫn mà cô có ở trong sách của mình. Đấy, nhìn xịn sò không? Mà tôi cô thấy cái chữ con, à, nhẫn của con nhìn đẹp hơn đấy. Ok, rồi còn một quiz nữa. Còn một quiz nữa. Làm luôn nhá, cô định để buổi sau cơ. Để những cái slide sau học cơ. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ học nhá. Làm quiz nhá. Ok, úi, chết. Lộ hết. Classic đi cho nhanh nhá. Giống nhẫn của bố cháu. Cháu biết là bố con à. Rồi, ok, các con để ý phần chat này. Kể từ giờ phút này trở đi, không ai nhắn vào chat nữa, để nguyên cái ấy ở đây. Cái link ở đây. Ui. OS rồi đó. SOS. Con bắt trend nhanh ghê đấy. Cái này lướt TikTok đúng không? Nhạc gì rồi? Không vô được. Con cô cũng lướt tóc tóc đấy. Rồi các con vào lại vào cái link cô vừa gửi lại kìa. Cái này cần sự suy nghĩ đấy. Nếu mà hôm nay cô giao bài tập về nhà cho con, nếu con còn kịp nộp cho cô vào chủ nhật không? Con có bị bận không? Không biết là cô còn nên giao bài cho con không nữa. Ra nhá. Vẫn có bạn ở ngoài waiting room là sao? Vẫn có bạn đợi ở phòng chờ là sao? Cuối giờ rồi. Cô bắt đầu nhá. Bắt đầu chưa con? 46 bạn. Hiện tại đang có 66 bạn. Tính ra là 64 bạn. 46 bạn. 46, 64. Hiểu hơi bị nhiều. Nhanh nha. Cô đợi nè. Năm mươi thì vào nhá. Ui, bạn nào vẽ bên, bạn nào vẽ lên màn hình của con? Mình chơi cực kém, chơi suốt từ trước Tết cho đến sau Tết vẫn cực kém mà con. Con phải giỏi lên chứ, sao con lại kém đi?
Trước Tết là Đức Minh chơi kém, bây giờ Đức Minh chơi cực kém. Là sao? Có bắt đầu đây. 50 bạn là bắt đầu à? Đấy, giỏi vậy. Ôi. Nó không phải bình luận gì nữa. Cố lên, giữ streak để lên một nào, lên top một nào. Ok. Giỏi quá đâu ở đây. Hello. Hello, alright, let's go. Giỏi nhỉ? Giỏi phết. Làm nhanh nữa chứ. Được rồi. Con giỏi quá. Uầy, đến top 20 rồi mà vẫn giữ streak nhá. Wow. Giỏi. Rất giỏi. Ok, ui. Top 20. Chỉ là hơn nhau về thời gian thôi, hơn kém nhau về thời gian thôi. Cô dừng lại ở đây nhá. Bạn nào còn đang làm? Tố Uyên con làm nốt đi. Lily nữa. Làm lại hả con? Bạn Trang Nguyễn. Trang Nguyễn đứng đầu rồi còn làm lại gì nữa con? SOS làm lần 2 là không được tính đâu nhá. Chỉ được tính lần 1 thôi. Điền lên trên Fast Dojo là SOS. Ok, cô sẽ dừng nó lại ở đây đây. Các con toàn làm lại thôi, không được tính đâu. Ok, quyết định chúng ta dừng lại ở đây rồi. Ok, các con giỏi quá nhỉ? Giỏi thật đấy. Đúng hết. Đến top 20 rồi vẫn đúng. Đúng hết. Ok, có một vài bạn bị sai. Cô thấy là bị sai. Không ai bị sai ở câu cuối này. Câu cuối có vẻ dễ nhất thì sao ấy. Không bị ai bị sai ở câu này. Ok, rồi. Buổi sau cô sẽ chữa nhá. Buổi sau cô sẽ chữa bài nhé. Các con có muốn làm bài tập gì nhá? Có muốn cô giao bài tập gì nhá? Các con là cũng học cấp 2 rồi. Cô biết là rất là bận. Rất bận luôn đấy chứ. Không phải như các bạn cấp 1 được. Ok, nếu mà có bài tập gì nhá. Đâu rồi, bây giờ cô cũng chưa chuẩn bị đâu. Nếu có thì cô sẽ đăng lên trên nhóm Zalo nhá. Và vì chúng ta khử nhật chúng ta sẽ gặp lại nhau và cô sẽ trước cái đó được không? Ok, rồi cảm ơn con rất là nhiều. Hôm nay đã đến vào buổi học đầu tiên sau Tết với cô nha. Ok, rồi các con nghỉ ngơi rồi mai chúng ta đi học nhá. Mai cuối tuần rồi. Ok, goodbye. Goodbye, see ya. Cô còn quên bật mic cho các con luôn nè. Goodbye teacher. Hi cô, con chưa có. Có group lớp cô. Thế á, sao con biết cái đường link này để vào?
À, mẹ con gửi. Con thì chắc là mẹ con có trong group rồi, đúng không? Thế thì để cô xem là có cái nhóm ở đây không, cô gửi lên, gửi cái đường link thôi, con nhấn vào nhá. À. Ok, cô sẽ gửi vào trong chat nha. Đó, con rồi, rất là vẫn Class Dojo á? Cô cũng muốn làm lắm nhưng mà lớp mình kiểu đông ý, xong tên thì cô không biết hết ý. Đấy, cứ SOS thì sao cô biết là bạn nào? Đúng không? Phê duyệt cô ơi. Cô gửi cho con, các con ở trong nhóm chat. Nó bị phê duyệt các cô. Đúng rồi, sẽ phải có trưởng nhóm phê duyệt. Cô chỉ là phó nhóm thôi sao ấy, nên cô không duyệt được. Lát thì Vương thì sẽ duyệt con vào nhé. Ok, bye bye con, đi ngủ sớm.